Cao, hôm nay chị Kim xin giới thiệu về bộ tranh tô màu lắp ghép của thương hiệu StarKid. Rất là dễ thương. Và trong một bộ như thế này, chúng ta sẽ có đầy đủ 4 tấm lắp ghép nè, rồi có thêm một bộ màu nước và có cả cọ tô nữa nha. Chị sẽ lấy lần lượt ra nè. Tranh tô màu lắp ghép này là một sản phẩm đồ chơi rất là an toàn ha. Trong mỗi bộ như thế này sẽ có những tấm tranh với những chủ đề khác nhau và kèm theo cả màu nữa. Chúng ta sẽ sử dụng màu để tô tranh nhé. Và mỗi bức tranh đều có thể gỡ ra rồi lắp ghép lại. Đó, như là chị đang gỡ ra nè. Sau khi mà các bạn gỡ ra từng mảnh xong thì các bạn hãy trộn lẫn lên và sau đó dùng sự khéo léo, nhanh trí, thông minh của mình để chọn ra những mảnh ghép phù hợp và ghép lại cho hoàn chỉnh bức tranh mà ban đầu mà các bạn đã gỡ ra nè. Cách chơi rất là dễ phải không? Và các bạn có thể dùng màu được tặng kèm ở trong bộ này để tô bức tranh cho nó trở nên đẹp và sống động hơn nhé. Bộ màu đi kèm là những màu cơ bản rồi. Và nếu các bạn muốn có những cái màu khác thì hãy xem bảng pha màu ở trên bìa của sản phẩm, người ta có in cái hướng dẫn nha. Các bạn hãy pha màu theo cái hướng dẫn đó là sẽ tạo ra được các màu khác nhau, như là màu hồng nè, rồi màu xanh dương, màu xanh lá cây, rất rất nhiều màu khác. Ở đây thì chị Chim Sinh đang tô ngựa pony của chúng ta với tông màu hồng cùng rất là nhiều màu sắc khác, và nền thì sẽ là màu xanh lá. Vậy là chúng ta đã có một bức tranh lắp ghép rất là dễ thương như thế này rồi nè. Và bây giờ chúng ta hãy đến với bức tranh số 2 nhé. Cũng tương tự như vậy thôi. Đây là một bức tranh lắp ghép hình tròn và chủ đề là tòa lâu đài. Chơi lắp ghép rất là hay ha. Nó sẽ rèn luyện cho chúng ta được tính kiên nhẫn nè, sự thông minh nè và khéo léo nè. Tiếp tục thì chị đang sử dụng màu nước để tô màu hoàn chỉnh cho bức tranh lắp ghép này nhé. Ở đây tòa lâu đài này là tòa lâu đài trái tim. Chị sẽ sử dụng rất là nhiều màu luôn. Màu đỏ đặc trưng của trái tim nè. Ngoài ra sẽ có thêm hai trái tim màu vàng và những màu khác như là màu cam, màu xanh da trời. Nếu mà bạn nào chưa quen sử dụng màu nước để tô màu thì các bạn có thể cất lọ màu nước này đi và sử dụng màu sáp hoặc là màu lông vốn có của mình để tô cũng được nhé. Và đây là bức tranh sau khi đã hoàn thành nè. Giờ chúng ta hãy đến với bức tranh lắp ghép số 3 nha. Và bức tranh lắp ghép số 3 của chúng ta là một cô nàng có thể gọi là tiên nữ. Rất là dễ thương ha. Nàng tiên Tí Hon. Chị đang thử lắp ghép lại nè. Gỡ ra và lắp ghép lại bức tranh này. Số mảnh có trong một bức tranh cũng ít. Chỉ có khoảng 9 mảnh thôi. Cho nên là chơi cũng rất là dễ nha. Giờ thì tô màu cho nàng tiên Tí Hon dễ thương này nhé. Và nàng ấy sẽ sở hữu một mái tóc màu vàng nè. Có hai cái nơ cài tóc màu đỏ. Còn bộ váy đầm nàng ấy đang mặc thì các bạn nghĩ là tô màu gì sẽ đẹp nhỉ? Chị Chim Sinh nghĩ là màu xanh lá cây
và màu đỏ kết hợp sẽ rất là đẹp với bộ đầm của nàng tiên nữ này. Còn phần cánh thì chị chọn màu xanh da trời. Ngoài ra thì chúng ta có phần nền nữa nhé. Phần nền này thì chị sử dụng màu hồng. Vậy là chúng ta đã có một bức tranh lắp ghép rất là dễ thương, đã được tô màu nè. Cuối cùng trong bộ tranh lắp ghép ngày hôm nay là một chú ếch. Các bạn có thể để ý một điều đặc biệt là chú ếch này có đội vương miện ở trên đầu, nên có thể gọi đây là hoàng tử ếch nhé. Tương tự như ba bức tranh lắp ghép ở trên thì bức tranh lắp ghép này cũng gồm 9 mảnh ghép. Và nó khá là đơn giản cho người bắt đầu chơi nha. Giờ thì chúng ta sẽ tô màu, và bức tranh này thì tô màu sẽ đơn giản hơn những bức tranh trước đó, vì chú ếch của chúng ta có khá là ít chi tiết. Chú ếch sẽ tô màu xanh lá cây cho làn da nè, đội vương miện màu vàng, và phần miệng thì kết hợp giữa màu cam và màu đỏ. Vậy là chị cũng đã hoàn thành xong việc tô bức tranh về chú hoàng tử ếch này rồi. Chúng ta có 4 bức tranh lắp ghép đã được tô màu rất là dễ thương: ngựa pony nè, nàng tiên tí hon nè, rồi lâu đài trái tim và hoàng tử ếch. Bây giờ hãy cùng tăng độ khó của việc chơi tranh lắp ghép nha. Chúng ta sẽ trộn lẫn 4 bức tranh này vào với nhau. Wow! Lúc này số mảnh ghép từ 9 mảnh ghép cho một bức tranh đã trở thành 36 mảnh. Lúc này thì cần sử dụng sự thông minh, sự khéo léo và tính kiên nhẫn để chọn ra những mảnh ghép phù hợp và gắn lại vào đúng bức tranh mà mỗi chủ đề nhé. Ở đây thì chị đang gắn bức tranh về ngựa pony nè. Tiếp theo thì sẽ là bức tranh hoàng tử ếch nha. Một mẹo nho nhỏ là hãy ghi nhớ màu sắc của bức tranh ban đầu, sau đó tìm những mảnh ghép có màu sắc tương tự như vậy và để ra một góc. Lúc này từ những mảnh ghép đã chọn thì các bạn hãy chọn những mảnh ghép phù hợp nhất để gắn lên bức tranh nhé. Giờ sẽ là bức tranh về nàng tiên tí hon xinh đẹp nè. Lúc này lượng mảnh ghép đã giảm đi khá là nhiều vì chúng ta đã hoàn thành 2 bức tranh về hoàng tử ếch và ngựa pony, cho nên công việc lắp ghép đã trở nên đơn giản hơn rất là nhiều. Và cuối cùng chỉ còn một bức tranh về lâu đài trái tim, và lúc này số lượng mảnh ghép chỉ còn là 9 thôi, cho nên việc lắp ghép trở nên rất là đơn giản phải không nè. Các bạn ơi, bộ tranh tô màu lắp ghép này các bạn có thể dễ dàng tìm mua ở các siêu thị, nhà sách hoặc là ghé cửa hàng đồ chơi chim sinh nhé. Cảm ơn đã theo dõi. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong lần sau nhé.